Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với series WordPress nâng cao. Ở chuyên mục là phần hướng dẫn cách làm một cái blog tin tức. Như thường lệ mình là Duy, thì trong cái video lần này mình sẽ tiếp tục chỉnh sửa, hướng dẫn các bạn chỉnh sửa trang chủ. Vì chúng ta đã đi qua cái phần là đăng bài viết mới, chúng ta đã đi qua cái phần là cấu hình menu rồi, thì tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện cái trang chủ của mình sao cho nó hoàn thiện nhất, chỉnh chu nhất có thể. Rồi các bạn sẽ truy cập vào trang chủ của mình như hiện tại các bạn thấy trên màn hình. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn từ trên xuống dưới xem coi có chỗ nào mà chưa hoàn thiện, chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta tinh chỉnh. Ở đây trên cùng của chúng ta có top 3 chủ nhật tháng 10, 2, 16, 2018. Thừa cái top 3 này nó rất là dư thừa, cho nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn tắt nó đi luôn bằng cách chúng ta vô newspaper, chọn thêm banner. Rồi các bạn bấm vào phần top 3, enable top 3, các bạn tắt nó đi. Rồi save lại ha, chúng ta F5 lại. Rồi như vậy chúng ta mất F3 rồi, mất top 3 rồi. Nhưng mà cái menu trên này nó cũng hơi kỳ kỳ, mình muốn cái menu nằm dưới này như là những website khác ha. Rồi các bạn trở lại, chúng ta sẽ chọn cái style header cho nó. Chúng ta tìm cái style header nào mà nằm dưới menu, nằm ở dưới đây là style 1 nè, các bạn bấm save. Rồi chúng ta là F5. Đây các bạn thấy menu nó đã được đưa xuống dưới rồi. Tuy nhiên là cái hình ảnh này đang bị lỗi. Cái hình này đó, chính xác hơn là cái hình logo ở video trước mình có nói rồi ha. Mình xóa tất cả hình ảnh trong thư viện thì cái logo này cũng bị xóa luôn. Cho nên bây giờ mình sẽ up lại cái logo của mình bằng cách là các bạn vào cái phần header. Rồi các bạn kéo xuống dưới, chúng ta cái chỗ nào mà nó dài quá các bạn, chỗ nào mà nó sổ ra nhiều quá các bạn bấm này, mũi tên nè, cho nó hiển thị, nó gom lại cho nó gọn. Rồi chúng ta tìm đúng thôi, thì các bạn tư duy trong đầu là gì, logo nằm ở chỗ nào ha, thì các bạn chỉ tìm cái mục chính, sau đó chúng ta đi vào chi tiết thì nó sẽ đỡ mất thời gian hơn. Ở đây nó có sẵn luôn cái mục là logo favicon rồi, chúng ta chỉ cần bấm vào đây thôi. Rồi cái hình này đang lỗi, bạn bấm remove, chúng ta xóa nó đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tìm một cái logo của mình. Rồi mình sẽ đi kiếm cái logo của mình, không có nhớ là mình có cái logo hay chưa. Chúng ta mở kiểu này lên nhìn cho nó dễ. Đây, mình có một cái logo là Võ Thanh Duy. Đây là cái logo mà ngày xưa mình làm cho cái VTD Channel. Thì mình sẽ kéo vào ha các bạn. Chúng ta sẽ chọn cái logo này, ở đây tiêu đề mình đặt là logo đi cho nó dễ nhớ. Rồi các bạn bấm chèn vào bài viết. Đây chúng ta đã có logo rồi. Retina logo mình cũng không cần thiết, mình bỏ luôn. Rồi chúng ta bấm save lại, ra ngoài trang chủ F5 lại. Đây có hiện logo rồi, nó hơi nhỏ một chút xíu ha. Các bạn lưu ý nè, chúng ta đọc cái thông số ở đây nè, upload logo của bạn với kích thước là gì, 272 x 90 pixel, đuôi là png hoặc là jpg. Cho nên là gì, cái logo này á, nếu mà các bạn thiết kế logo thì chúng ta nên tuân thủ theo cái thông số này để mà cái website của mình nó hiển thị tốt nhất, đẹp nhất có thể. Còn cái hiện tại logo của mình là cái này đây. Thì cái logo này nó thông số các bạn nhìn thấy là 200 x 200, nó là hình vuông, nó không có đúng với kích thước mà cái theme này nó đề xuất, cho nên là nhìn nó hơi xấu. Tuy nhiên là không sao, mình sẽ demo thôi. Ở đây mình xem coi logo bên này coi, bên này nó là 103 x 22. Ok, cái này nó cũng
gần gần với cái kia rồi, mình sẽ lấy cái logo này đi. Mình sẽ lấy cái logo này, marketing AI. Rồi chúng ta remove cái logo cũ ha. Các bạn bấm upload. Cái hình này không cần thiết, chúng ta xóa vĩnh viễn luôn. Để mà website của mình nó nhẹ. Rồi, các bạn up cái hình logo mới lên. Chúng ta chọn vào chèn và bài viết. Bấm save lại, ra ngoài trang chủ F5. Đây các bạn thấy chúng ta đã có logo mới rồi. Rồi tiếp theo mình có ở bên này là có cái phần cái hình này, là các bạn nhớ là cái hình gì không? Nó chính là cái hình mà quảng cáo. Các bạn đã quảng cáo nhưng mà hiện tại là mình đã xóa rồi. Bây giờ mình sẽ lấy luôn cái hình này làm banner quảng cáo luôn. Ví dụ logo partner. Mình sẽ lấy cái hình này làm cái banner luôn ha. Rồi bây giờ các bạn tiếp tục tư duy. Cái banner nằm ở chỗ nào? Các bạn nhìn ở bên đây, bên trái đây. Ta, nó nằm ở chỗ là S, S tức là quảng cáo. Vị trí của S nó nằm ở đâu? Header, các bạn bấm vào. Rồi ở đây nó có cái chỗ mà cho phép chúng ta là chỉnh sửa cái đường dẫn của cái hình ảnh. Đó chính là cái đường dẫn này. Tuy nhiên là cái đường dẫn này là cũ rồi. Vậy thì làm thế nào để chúng ta upload cái hình ảnh mới lên để thay thế cho cái đường dẫn này? Các bạn sẽ vào cái phần thư viện. Đây chúng ta chọn tải lên. Đó, các bạn kéo cái hình logo partner vừa tải về lên đây. Rồi sau khi up xong thì nó đã hoàn tất rồi. Chúng ta quay trở lại theme banner, quay trở lại ad, header ad. À quên mất, các bạn mở lại thư viện. Chúng ta copy cái đường dẫn của cái partner bằng cách là các bạn bấm vào chỉnh sửa. Rồi các bạn lưu ý nè, ở bên này địa chỉ file nè, chúng ta sẽ bôi đen hết ha. Các bạn copy cái đường dẫn này, rồi chúng ta quay trở lại đây, chúng ta sẽ thay thế cái đường dẫn này thôi. Đó thì cái đuôi nó là logo partner.png. rồi ok, các bạn bấm save lại. Chúng ta tiếp tục quay trở lại trang chủ F5 lại một cái. Đấy các bạn đã thấy có sự thay đổi rồi ha. Rồi tuy nhiên là cái logo bên này, cái partner bên này nó nằm sát cạnh bên phải, mà website của mình thì nó đang nằm kiểu này, nó chưa có sát. Thì lát nữa chúng ta sẽ chỉnh sau. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ đi tiếp tục. Rồi các bạn quay trở lại đây. Tiếp theo là chúng ta cần việt hóa những cái từ, ví dụ như là trending now, rồi stay connect, popular, vân vân, all. Các bạn trở lại theme panel. Chúng ta kéo xuống phần là translation. Rồi bấm vào load an available translation để chúng ta xem coi là cái theme này nó hỗ trợ những cái ngôn ngữ gì. Các bạn chọn ngôn ngữ. Chúng ta gõ chữ V. Đây. À đây. Theme này có hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt. Một số cái nó sẽ tự động dịch cho chúng ta. Các bạn bấm nút là load translation và chọn yes. Rồi các bạn xem lại một lần nữa, những cái nội dung này là dịch sẵn rồi. Chúng ta chỉ cần xem lại thôi. Xem lướt qua thôi ha. Có cái nào, ví dụ như share. Share ở đây có thể dịch là chia sẻ. View. Tên, website, bình luận. Please enter your name here. Cái này nó chưa dịch nè. Một số cái nào chưa dịch thì các bạn có thể dịch. Tuy nhiên là chúng ta coi lướt qua xem, lát nữa chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa xem chỗ nào nó còn tiếng Anh thì chúng ta sẽ dịch. Các bạn còn thời gian thì chúng ta sẽ ngồi dịch hết những cái này. Việc dịch những cái này rất là đơn giản. Nếu bạn nào biết tiếng Anh rồi thì nó rất là đơn giản với các bạn rồi. Bạn nào chưa biết tiếng Anh hoặc là chúng ta chưa hiểu thì các bạn bôi đen cái từ tiếng Anh này nè. Chúng ta bấm vào các bạn copy và các bạn mở là Google Translate, translate.google.com. Các bạn dán cái nội dung vào đây, bên này chúng ta Việt, chọn tiếng Việt. Đó, à mặc định nó chọn sẵn rồi ha.
vui lòng nhập tên của bạn ở đây đó. Sau đó các bạn copy cái này, chúng ta bôi đen, các bạn copy này, rồi các bạn quay trở lại đây, các bạn dán vô là xong đó. Bạn nào không biết tiếng Anh thì như vậy. Tuy nhiên là một số cái cụm từ, một số cái chữ Google Translate nó dịch nó hơi sát nghĩa chút xíu, các bạn phải kiểm tra lại ha, để tránh trường hợp chúng ta lười biếng, chúng ta đợi sử dụng cái nội dung mà dịch của Google Translate nó rất là kỳ cục á. Các bạn lưu ý phải kiểm tra lại, vô làm nhập địa chỉ email của bạn ở đây. Thì cái địa chỉ này nó hơi dư, các bạn bỏ chữ địa chỉ đi. Đây chúng ta bôi đen trước, rồi chúng ta pass vào đây, vui lòng nhập địa chỉ, chúng ta bỏ cho địa chỉ đi ha, vui lòng nhập email của bạn ở đây. Ok, you have entered an incorrect email address. Ok, cái này các bạn cũng dịch luôn. Nói chung là chúng ta sẽ dịch hết, cái nào tiếng Anh thì chúng ta dịch hết. Bạn đã nhập một địa chỉ email không chính xác. Rồi chúng ta dán vào. Bạn nhập địa chỉ email, bạn đã nhập email. Ở đây chúng ta bỏ chữ một địa chỉ đi cho nó gọn, bạn đã nhập email không chính xác. Đó. Như vậy các bạn đã hiểu cách làm rồi ha. Thì mình làm demo cho các bạn một số cái thôi. Còn việc của các bạn là chúng ta sẽ dịch những cái nào mà nó còn tiếng Anh, các bạn dịch hết. Như vậy thì website của mình nó mới hoàn chỉnh được. Rồi các bạn bấm save. Rồi chúng ta quay ra trang chủ, chúng ta F5 lại. Đấy, các bạn thấy là cái chữ lúc nãy là trending now thì bây giờ nó dịch là tin hot rồi. Rồi most popular nó chưa dịch nè. Stay connected chưa dịch nè. Rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, chúng ta đi tìm những cái nào mà nó còn sót lại, chúng ta xử lý luôn một thể. Rồi bây giờ mình sẽ dịch cái từ là most popular, rồi stay connected vân vân nè. Đây là trang chủ, các bạn bấm vào cái nút là gì, edit with TD Composer. TD Composer là một cái trình, gọi là một cái trình builder của cái theme newspaper ha các bạn. Đấy các bạn bấm vào, rồi ở chỗ này đúng không, các bạn bấm vô đó. Rồi các bạn nhìn bên tay trái nè, custom title là most popular nè. Đây các bạn có thể dịch là gì, à, bài viết phổ biến. Rồi bài viết phổ biến. Rồi stay connected các bạn bấm vào. Các bạn dịch có thể dịch là gì, kết nối với chúng tôi. Rồi tiếp theo cái phần Android, rồi design, hai cái này mình đâu có cái bài viết gì đâu, cho nên là gì, lát nữa chúng ta chỉnh, quay trở lại cái phần bài viết mới đi, chúng ta chọn vào, rồi chúng ta sẽ chỉnh lại filter, các bạn bấm vào filter. Bài viết phổ biến thì all chuyên mục, all categories, tức là tất cả chuyên mục là đúng rồi. Sort order tức là sắp xếp theo cái thứ tự gì, thì các bạn chọn là popular all time, tức là luôn luôn phổ biến. Thì những cái bài viết phổ biến WordPress nó định nghĩa như thế nào? Những bài viết phổ biến là những bài viết được xem có cái lượt view nhiều nhất bất kể thời gian, tức là từ cái thời điểm nào, nó không có tính cụ thể thời điểm nào. Từ lúc bạn thành lập website ra, từ lúc mà bạn đăng bài viết đó lên, thì những cái bài nào mà lượt xem nhiều nhất thì nó luôn luôn nó hiểu là popular, tức là phổ biến. Các bạn chọn vào đây. Nếu các bạn muốn là phổ biến trong 7 ngày trước, tức là phổ biến trong 7 ngày trước thôi, còn những cái ngày mà cũ hơn, ví dụ như là ngày 8 ngày trước, 9 ngày trước, mặc dù có lượt view cao nhưng mà bạn vẫn không muốn hiển thị, bạn chỉ muốn hiển thị những bài viết nào phổ biến trong 7 ngày trước, thì các bạn chọn đây, popular last 7 days. Tuy nhiên là mình nên chọn cái popular all time ha, để mình thúc đẩy cái nội dung, thúc đẩy cái sự thu hút của người dùng vào những cái bài viết phổ biến, thì nó sẽ làm tăng cái lượng, tăng cái thời gian mà khách hàng hoặc là người đọc ở lại website của bạn lâu hơn, thì là cái việc đó nó sẽ làm cho cái việc là SEO website tốt hơn. Rồi các bạn thấy nè, bài viết phổ biến mình chọn là gì, popular on time no post, có nghĩa là gì, website của mình mới lập chưa ai truy cập ngoài mình ra,
Cho nên là WordPress nó rất là thông minh, nó hiểu là admin, nó không tính admin vào, chỉ tính là cái người dùng thôi, người nào mà người đọc thực tế thì nó mới tính. Cho nên là ở đây no post là đúng rồi. Đây các bạn có thể chọn, mình có thể chọn ví dụ như là chọn random đi, mình chọn random ngẫu nhiên để tránh cái sự nhàm chán cho người dùng ha. Random đó, cứ mỗi random là gì, cứ mỗi lần các bạn F5 lại trang web, hoặc là chúng ta truy cập đầu tiên truy cập F5 lại ha, thì nó sẽ tự động random chỗ này, nó không cố định. Bây giờ mình sẽ save lại. Rồi mình ra ngoài trang chủ để mình cho các bạn xem nó random nghĩa là sao. Rồi đây các bạn thấy nè, Google Tag Manager đúng không, rồi Private Marketplace tiết lộ, rồi giá quảng cáo Coca-Cola. Rồi bây giờ các bạn F5 lại cái nè, các bạn xem nó sẽ random nè. Đó các bạn thấy nè, Private Marketplace nãy nó nằm bên đây, giờ nó chạy qua bên đây rồi. Đó, rồi Vinamilk ở đâu nãy không có, bây giờ nó lại có. Đó các bạn thấy không, random là những bài viết xuất hiện ngẫu nhiên. Rồi chúng ta quay trở lại. Rồi các bạn có thể cấu hình một số cái. Ở đây mình nói tổng quan ha các bạn. Những cái này nó đi vào chi tiết rất là nhiều và rất là mất thời gian để mà chúng ta tìm hiểu, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái hướng. Và các bạn việc còn lại là chúng ta sẽ ngồi chúng ta xem từng cái một, và chúng ta bấm vào chúng ta lưu. Rồi chúng ta ra ngoài F5 xem nó như thế nào. Rồi chúng ta lại chỉnh sửa cái gì đó, chúng ta bấm save lại, chúng ta ra ngoài trang chủ là F5 để xem như thế nào ha. Các bạn nên làm cái việc đó ha, mình sẽ không đi qua chi tiết quá nhiều. Rồi ở đây content length tức là cái nội dung của cái bài viết, các bạn thấy nè, tiêu đề 25 ký tự, excerpt tức là cái nội dung này, excerpt tức là cái nội dung mà hiển thị ở bên ngoài trang chủ á, cái nội dung tóm tắt á, không phải cái nội dung tóm tắt mà là cái nội dung mà rút gọn, là 25 chữ luôn. Rồi đối với cái module thứ 6, cái này module thứ 6 thì nó cho là gì, title length 25, ví dụ như bạn muốn 30 thì các bạn có thể sửa lại là 30, hoặc là trên này bạn muốn excerpt nó là dài hơn một xíu, ví dụ 30 thì các bạn nhập số 30, mình vẫn để mặc định là 25 thôi, khỏi nhập thì nó vẫn là 25 rồi. Rồi limit bài viết là giới hạn số lượng bài viết hiển thị, ở đây mình giới hạn là 5. Giả sử như các bạn giới hạn là 3 thì mình nhập số 3. Đây các bạn thấy nó chỉ hiển thị đúng 3 bài. Nhưng mà hiển thị 3 bài thì nó rất là kỳ. Ở đây là tự nhiên bài viết này, xong rồi bài 2, bài 3, còn cái đám khoảng trắng ở dưới này rất là thô, cho nên là vẫn để là 5. Vẫn để là 5 ha các bạn, để nhìn cho nó chuyên nghiệp hơn. Mặc định thì nó cũng là 5. Ồ, mặc định thì nó hiển thị hết luôn, các bạn phải để là 5. Rồi bên phần filter lúc nãy mình có làm rồi. Filter tức là ở cái khung này, ngay cái vị trí này nè, bạn muốn hiển thị cái bài viết của chuyên mục nào thì chúng ta filter đúng chuyên mục đó. Bằng cách là gì, category filter các bạn chọn. Đây chúng ta muốn hiển thị chuyên mục case study, các bạn chọn vào case study. Đó thì case study nó chỉ có 2 bài thôi. Hoặc là các bạn muốn hiển thị cái chương mục là gì, kiến thức marketing, bạn chọn vào đó, hai cái marketing chỉ có 2 bài thôi. Đây chỗ này rất là dễ ha các bạn. Rồi sort order nãy là chọn random rồi. Rồi những cái khác không cần, những cái khác thì không cần thiết. Style tức là cho phép bạn chỉnh sửa phông chữ, rồi kích thước chữ, màu sắc chữ, vân vân các kiểu. Đó các bạn thích thì các bạn có thể chỉnh ha. Ở đây nó cho phép chỉnh in nghiêng, in đậm, rồi khoảng cách giữa các chữ nè, letter spacing nè, rất là nhiều cái thứ trong này, các bạn nên dành thời gian ra chúng ta ngồi chúng ta xử lý, chúng ta tìm hiểu thêm, đi sâu chi tiết thêm. Rồi CSS là dành riêng cho những bạn nào mà muốn chỉnh sửa sâu hơn bằng cách là chúng ta sử dụng code CSS. Thì trong cái nội dung khóa học này mình sẽ không hướng dẫn các bạn sử dụng CSS, và mình cũng sẽ không hướng dẫn các bạn lập trình code, cho nên là phần này bỏ qua. Rồi lưu ý là ở đây các bạn nhìn thấy chỗ này nè, có thể các bạn sẽ đang thắc mắc là gì, sao tự nhiên đây là block 1 là sao. Rồi các bạn bấm vô đây, tự nhiên đây là nó không phải là block mà nó là social counter.
Vậy thì block là cái gì? Đây, block là cái gì? Các bạn bấm sổ ra, chúng ta có block 1 cho tới block thứ 25. Và flexbox thì có flexbox 1, flexbox 5. Block là những cái khối ở trên trang web của bạn, những cái cục. Các bạn hình dung là khi bạn rê vào đây thì nó có cái cục mà nó màu xanh như thế này, nó gọi là block, tức là khối. Đây là một block nè. Rồi, ở đây các bạn rê vô cái Android nè, nó là một block, design nó là một block. Đó. Các bạn thấy cứ mỗi một cái block nó sẽ hiển thị một cái bố cục bài viết khác nhau và cái chuyên mục nó cũng khác nhau. Thì cái block này là mình đang hiển thị bài viết phổ biến. Ở đây giao diện bố cục block các bạn đang là block 1. Các bạn muốn giao diện nó khác đi, các bạn chọn block 2, chúng ta xem thử thôi. Cái này đơn giản là các bạn chỉ cần chúng ta chọn rồi chúng ta xem. Đấy. Nó sẽ hiển thị là hai cột. Rồi các bạn chọn đây, chọn block 3, nó sẽ hiển thị y chang như cái hình luôn. Đó. Rồi các bạn có thể chọn block 7 đi. Đó, các bạn thấy nè. Thấy chưa? Rồi. Mình để mặc định đi, mình không cần phải chọn chi cho nó phức tạp. Rồi các bạn đi xem một lượt. Ở đây chúng ta có cái chữ all, ở đây nó chưa dịch. Chữ all này phải dịch là gì? Tiếng Việt là tất cả, đúng không? Các bạn nhìn đây, filter down, drop down text, các bạn chữ all này các bạn sửa lại là chữ tất cả. Rồi. Đó. Thì tất cả ở đây đang in hoa. Tất cả case study. Tất cả case study digital. Chữ tất cả này mình nên là viết hoa. Nhìn cho nó đồng bộ ha các bạn. Rồi. Đó. Rồi tiếp theo phần kết nối mình sửa rồi. Cái phần quảng cáo này, phần quảng cáo này hiện tại website mình chưa có quảng cáo gì hết, cho nên các bạn xóa đi, nhìn cho nó trống. Các bạn bấm vào đây, chúng ta thấy có cái biểu tượng icon là gì ở cái thùng rác này các bạn. Các bạn bấm vào đó, chúng ta bấm vào rồi chúng ta chọn yes thì nó sẽ xóa đi, nó đẩy cái ở dưới lên. Rồi phần design thì ở đây mình sẽ để là gì, tin tức đi ha các bạn. Chúng ta sửa lại, bấm qua general, chúng ta sẽ để đây là tin tức. Rồi đây nó hiện chữ tin tức rồi. Thì các bạn bấm vào filter, tiếp theo chúng ta chọn chuyên mục cho nó là phải là chuyên mục tin tức, tức là tiêu đề gì thì cái chuyên mục đó các bạn lưu ý nha, để tránh trường hợp là râu ông nọ cắm cầm bà kia đó. Tức là chuyên mục đang tin tức mà tự nhiên cái các bạn chọn category là marketing thì nó không đúng. Ở đây chúng ta chọn tin tức. Rồi tiếp theo phần Android thì mình cho nó là kiến thức marketing đi. Rồi các bạn bấm vào Android, chúng ta qua tab general, ở đây chúng ta nhập là kiến thức marketing. Rồi qua phần filter, chúng ta cũng chọn chương một cho nó là marketing, kiến thức marketing. Rồi các bạn thấy đây, đúng rồi, custom app 1. Chỗ này hiển thị banner quảng cáo nè, hiện tại mình chưa quảng cáo nên mình xóa luôn. Bấm vô thùng rác, chọn yes. Thì nó sẽ còn cái row là empty column. Có một cái row và một cái cột là empty column. Các bạn để đó, kệ nó. Rồi phần get, mình còn cái gì nữa không? Mình còn case study và marketing theo ngành. Ok, phần get mình sẽ để là case study. Bấm vào filter, chúng ta sẽ chọn chương mục cho nó là case study. Rồi photography mình sẽ để là marketing theo ngành. Bấm vào filter, các bạn cũng chọn là marketing theo ngành. Rồi như vậy xong. Ở dưới phần Windows Phone, hiện tại mình đã hết chương mục rồi ha các bạn. Cái nào dư thì chúng ta xóa đi. Windows Phone chúng ta bấm thùng rác, bỏ thùng rác đi. Rồi hai cái này chúng ta bỏ luôn, hoặc là các bạn chọn filter, chúng ta filter theo cái nội dung gì đó.
ở đây hết rồi, hết nội dung rồi. Ở đây các bạn chọn random cũng được, chúng ta có thể random thôi chỗ này chúng ta xóa đi. Rồi ở dưới là bài viết mới, application. Application ở đây nó không cho sửa, tại vì sao các bạn lưu ý, các bạn nhìn thấy nè, từ cái phần cái chỗ bài viết mới trở đi là nó không có hiển thị cái blog nữa ha các bạn. Đó các bạn bấm vô nè, mình đâu có được sửa gì nữa đâu. Cái phần này là cái phần mặc định của cái theme, nó không có dính dáng gì tới cái TD Composer hết, cho nên lưu ý các bạn sẽ sửa cái phần này. Nó nằm ở trong phần sidebar, lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn vô sidebar chúng ta chỉnh sửa. Rồi tiếp theo bài viết phổ biến là nằm trong phần footer ha. Cái phần cái TD Composer thì nó không có chỉnh sửa ở đây. Rồi như vậy là mình đã chỉnh sửa hết toàn bộ trên này rồi. Các bạn lưu ý là chúng ta bấm nút save lại, bấm vô cái hình ổ đĩa chúng ta save lại, để tránh trường hợp các bạn sửa cho đã xong rồi cái các bạn quên save, rồi cái chúng ta tắt cái này đi là coi như xong ha các bạn. Mất công sức công trình nãy giờ chúng ta chỉnh sửa là coi như mất hết. Rồi chúng ta F5 lại thôi. Đó, website của mình nhìn đã bắt đầu chỉnh chu rồi. Cái chỗ này mình có xóa chưa ta? Mình quay trở lại mình xem. Ở đây nó có cái, ở dưới này nó có cái custom add 1 nè. À cái chỗ này mình chưa xóa, bấm vô thùng rác mình xóa luôn. Rồi bấm lưu lại, ra ngoài F5 lại. Rồi hết rồi. Cái chỗ advertisement quảng cáo nằm đây, cái này là nằm trong phần sidebar. Bây giờ mình vô sidebar mình xóa luôn cái chỗ này, vô phần widget. Mình đang ở newspaper default, có cái ad box đây nè các bạn. Chỗ này chưa có quảng cáo gì hết, thôi thì xóa đi cho website nó gọn lại. Rồi đó các bạn thấy nè, cái chỗ này nó mất rồi. Application ở đây thì mình sẽ sửa lại ha. Đây block 1 application, các bạn bấm vào hình tam giác chúng ta sửa lại. Bây giờ mình sẽ để cái gì ở bên này. Ở bên này là bài viết mới nhất rồi, thì ở bên này nó sẽ là bài viết xem nhiều nhất. Xem nhiều nhất tức là phổ biến nhất á. Mình có thể để là bài viết xem nhiều nhất đi cho nó kích thích. Rồi các bạn bấm vào filter. Ở bên này chúng ta sẽ sort theo là popular. À quên mất là chúng ta chưa có cái nội dung popular, thì các bạn chọn vô random đi. Rồi giả sử như vậy ha, sau này khi mà thực tế website các bạn có nhiều khách truy cập á, thì chúng ta nên để là popular post hoặc là popular post 7 day đó. Rồi hot news thì mình sẽ dịch là dịch sao cho nó nắm đây, tin hot đi. Rồi các bạn bấm save lại, lưu thay đổi. Rồi chúng ta F5. Đây các bạn nhìn thấy là bài viết xem nhiều nhất có rồi ha. Rồi tin hot đã có luôn. Rồi ở dưới này phần footer, chỗ này bài viết phổ biến chưa có, mục xem nhiều, bài viết tiêu biểu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chỉnh tới cái phần footer. Các bạn bấm vô chúng ta thu nhỏ lại cái chỗ này nhìn cho nó gọn. Chúng ta mở cái footer 1 ra, không có gì hết. Footer 2 không có gì hết. Footer 3 cũng không có gì. Các bạn bấm vô newspaper, chúng ta chọn theme banner. Rồi chúng ta bấm vô cái phần footer. Đây các bạn thấy chúng ta có hai cột, 1, 2, 3. Rồi bấm vô footer info content, footer logo thì các bạn nên để logo của website vô, mình bấm remove. Rồi chọn upload, chúng ta chọn cái logo. Rồi retina logo không có, remove xóa luôn.
Rồi, footer text tức là nội dung ở dưới footer về chúng tôi, newspaper. Ở đây tiếng Anh hết ha, các bạn qua bên trang bên này chúng ta copy cái nội dung. Rồi chúng ta dán vào đây, đó. Rồi contact cho size, ví dụ email mình sẽ để là duy.vo@outlook.com. Đó. Rồi mình mở footer setting, sub footer setting có gì không? Newspaper WordPress theme by Tag Deep. Cái này nếu mà các bạn muốn tri ân tác giả người đã viết ra cái theme này thì các bạn để vậy cũng được, còn không thì mình có thể là design ha. Mình có thể là design by VTD channel, ví dụ vậy ha. Rồi copyright symbol tức là cái biểu tượng copyright, ok mình vẫn để vậy luôn. Rồi tắt, đóng lại cái này. Rồi đóng lại cái này, bấm xe lại, chúng ta F5 lại trang chủ. Đấy các bạn thấy nè, thì mai mốt á, bài viết phổ biến nó có những cái bài mà xem nhiều nhất thì nó sẽ hiện, còn bây giờ nó chưa hiện, nó chưa có. Rồi đây nội dung, đây tiếng Việt, theo dõi chúng tôi, ok chỗ này cũng hoàn thiện rồi. Design by VTD channel, ở dưới là about us, advertise, rồi gì tùm lum. Ở dưới này còn tiếng Anh này, các bạn lưu ý cái này nó là menu footer, chúng ta chỉnh sửa cái này lại cho nó hợp lý. Các bạn bấm vô, chúng ta chọn là sub footer, footer menu, đây td demo footer menu. Các bạn vô đúng cái phần menu giao diện nè, chọn menu nè, rồi ở đây các bạn chọn nè td demo footer menu đây, rồi bấm nút chọn. Thì ở chỗ này mình sửa chữ thôi. À, về chúng tôi đi, mình sửa chữ thôi cho nó nhanh, hay các mình demo thôi ha. Còn nội dung sau chi tiết các bạn sẽ tự làm cho mình ha. Advertise ví dụ như là liên hệ quảng cáo đi, liên hệ quảng cáo. Rồi write a review, mình ghi là viết review sản phẩm, hay là mình để là đăng review đi sản phẩm. Rồi contact us mình để là liên hệ chúng tôi đi, liên hệ chúng tôi. Rồi chúng ta bấm lưu lại, rồi các bạn F5 lại. Đây các bạn thấy nè, về chúng tôi advertise, ủa về chúng tôi advertise write a review, về chúng tôi, ủa chỗ này mình sửa rồi mà ta, à mình nhập nhầm ở trên URL rồi, liên hệ quảng cáo. Rồi chỗ này write a review thì ở đây mình để là đăng bài review. Rồi bấm lưu lại. Rồi chúng ta F5 lại xem. Đây các bạn thấy, về chúng tôi liên hệ quảng cáo, đăng bài review, liên hệ chúng tôi, ok. Như vậy website chúng ta đã hoàn thiện rồi. Về trang chủ thì chúng ta đã có thể xem là hoàn thiện rồi. Rồi ha các bạn, ở video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái nhỏ nhặt nữa. Ví dụ như là trong chi tiết bài viết, đây các bạn muốn chỉnh sửa thêm cái gì đó trong phần này, thì trong cái nội dung video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đồng thời là mình xem coi là còn cần phải tinh chỉnh cái gì cho website hoàn thiện 100%, mình sẽ giới thiệu các bạn ở video tiếp theo. Rồi nếu các bạn có thắc mắc hay có câu hỏi gì, các bạn hãy đặt bình luận ở bên dưới video này nhé. Các bạn có thể bấm like hoặc share để chia sẻ video này đến với cộng đồng. Các bạn đừng quên là bấm vào cái đường link đăng ký kênh của mình, VTD Channel, ngay dưới phần mô tả mình có để link đăng ký để mà bạn nhận được những cái video mới nhất từ mình. Rồi xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.